Chào mừng các em đến với chương trình Siêu trí nhớ học đường. Cô tên là Nguyễn Thị Nga. Cô rất vui được đồng hành cùng các em trong tiết học toán lớp 3 bài Tìm số chia. Bài học này gồm có hai nội dung. Nội dung thứ nhất, cô sẽ hướng dẫn các em cách tìm số chia. Và nội dung thứ hai, cô sẽ hướng dẫn các em cách tìm số chia x chưa biết. Nào, mời các em cùng cô bước vào nội dung đầu tiên của bài học. Cô có 6 ô vuông và 6 ô vuông này được chia thành 2 phần bằng nhau. Vậy cô có phép tính chia như sau. 6 chia 2 bằng 3. Trong phép tính chia này, 6 được gọi là số bị chia, 2 là số chia và 3 là thương. Từ phép tính chia này, cô cũng có 2 bằng 6 chia 3. Trong đó, 2 là số chia, 6 là số bị chia và 3 là thương. Như vậy, số chia sẽ bằng số bị chia cho thương. Vậy là cô đã hướng dẫn các em cách tìm số chia. Ta có số chia bằng số bị chia cho thương. Vậy đi tìm số chia x chưa biết thì sao các em nhỉ? Cô sẽ hướng dẫn các em qua nội dung tiếp theo nhé. Cô có bài toán tìm x như sau. 30 chia x bằng 5. Trong bài toán tìm x này thì 30 là số bị chia, x là số chia và 5 là thương. Ta đã tìm hiểu số chia bằng số bị chia cho thương. Vậy thì số chia x trong bài toán tìm x này cũng sẽ bằng số bị chia là 30, chia cho thương là 5. Ta có x bằng 30 chia 5. Và 30 chia 5 bằng 6 thì ta sẽ có tiếp x bằng 6. Vậy là để tìm được số chia x chưa biết thì ta sẽ lấy số bị chia cho thương. Và trong một bài toán tìm số chia x, ta sẽ thực hiện theo hai bước như sau. Bước thứ nhất, em sẽ áp dụng quy tắc số chia x bằng số bị chia cho thương. Và bước thứ hai, ta sẽ ghi kết quả của phép tính chia. Các em lưu ý khi trình bày bài toán tìm số chia x thì các chữ x phải được thẳng hàng với nhau và các dấu bằng cũng phải được viết thẳng hàng. Vậy là các em đã nắm được tìm số chia x sẽ bằng số bị chia cho thương. Bây giờ cô mời các em cùng vận dụng quy tắc này để giải một số bài tập nhé. Bài toán số 1, chọn đáp án đúng. Cô có bài toán tìm x như sau. 12 chia x bằng 2. Cô mời các em cùng tìm giá trị của số chia x nào. À, kết quả sẽ là câu A, x bằng 6. Ta thấy x ở đây là một số chia. Vậy tìm số chia, ta lấy số bị chia là 12 chia cho thương là 2. 12 chia 2 bằng 6. Đây là một đáp án chính xác. Cô chúc mừng những bạn có kết quả giống như của cô nhé. Cô có tiếp một bài toán tìm x nữa. 42 chia x bằng 6. Cô mời các em chọn đáp án nào. Đáp án của các em là à, đó là câu B, x bằng 7. X cũng là số chia và để tìm số chia ta cũng lấy số bị chia là 42 chia cho thương là 6 và ra được kết quả bằng 7. Cô chúc mừng các em nhé. Chúng ta cùng qua bài tập số 2. Bài 2 tìm x. 27 chia x bằng 3. 36 chia x bằng 4. Cô mời các em thực hiện hai bài toán tìm x này nào. Các em đã làm bài xong chưa? Cô mời các em cùng đối chiếu kết quả với cô nhé. Bài đầu tiên, 27 chia x bằng 3 thì x sẽ bằng 27 chia 3 và x bằng 9. Thực hiện bài toán tìm số chia x này thì các em cũng lấy số bị chia cho thương là 27 chia 3 và kết quả bằng 9. Khi thực hiện trình bày, các em nhớ các chữ x phải được đặt thẳng hàng với nhau và các dấu bằng cũng được đặt thẳng hàng. Chúng ta tiếp tục bài toán tìm x số 2. 36 chia x bằng 4, x bằng 36 chia 4 và x bằng 9.
Cô chúc mừng những bạn có kết quả giống như của cô nhé. Các em tuyệt vời lắm. Vậy là cô đã hướng dẫn các em cách tìm số chia. Ta nhớ, số chia sẽ bằng số bị chia cho thương. Các em nhớ học thuộc kỹ quy tắc này để vận dụng tìm thành phần chưa biết các em nhé. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô hy vọng lời giảng của cô cùng với sơ đồ đã giúp các em học thật nhanh, nhớ thật lâu kiến thức của bài học này. Thân ái chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em trong chương trình Siêu trí nhớ học đường tiếp theo nhé.